Xin chào các bạn. Hôm nay mình là Tú Savico sẽ khôi hộp bộ mic Philips Acoustic MS37. Đây, các bạn nhìn nha. Là một bộ mic mà bên hãng Philips Acoustic phân phối. Bộ mic này là chúng tôi đã sử dụng trong các cái show biểu diễn tương đối là đông khán giả, và các cái show cũng khá là quan trọng, cho nên là hiệu quả của nó thì lại rất tốt. Giá bán lẻ của nó là 6 triệu đồng Việt Nam các bạn nhé, 6 triệu Việt Nam đồng. Chúng ta có gì nhỉ? Đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Tiếng Trung, một nửa tiếng, một nửa là tiếng Anh, một nửa tiếng Trung. Đây là trong gói của nó. Phần máy rất là sắc nét, rất đẹp. Đằng sau là gì? Tần số là từ 640 đến 690 MHz. Mỗi một kênh là có 2 anten, một đường out 3 năng A và B, một đường mic out chung cho A và B, cổng nguồn 12V 500mA. Nó sẽ cắm điện vào. Đây là cái tay cầm micro. Điểm khác biệt với các phân khúc trước đây ấy là các phiên bản trước đây ấy, cũng MS37, nhưng mà thứ nhất là cái nước sơn này là sơn tĩnh điện, nó không bị chảy xước, khắc phục cái nhược điểm chảy xước. Ở phiên bản trước ấy là mình thường phải dán đề can vào đây để cho nó đỡ chảy xước, nhưng cái này thì ok rồi. Cái chữ Phil MS37 này nó cũng được in rất tốt, không chảy như trước. Thân bằng nhôm các bạn nhé, rất dày dặn và cứng cáp. Đây là thử, đây là hai bên pin để test. Pin test thì các bạn lưu ý là nó không sử dụng lâu nhé, không có giá trị sử dụng lâu dài. Hộp pin nó rộng rãi. Một số loại tôi thử cái pin sạc nè, đây là pin sạc kiwi mà nó rất là phổ thông. Cái body nó to hơn là cái pin thông thường, pin thông rất là nhìn. Và tốt các bạn, một số cái micro của các hãng khác bán trên thị trường ấy thì nó đưa cái pin này vào thậm chí không thể lại được, thì nó rất là chặt. Tôi đã gặp một số trường hợp như thế này. Như vậy nếu mà tham mà sử dụng cái pin đó thì khi thay pin trong nhiều tình huống là rất là phức tạp, bởi vì là nó sẽ mất thời gian hơn thì mình tháo cái pin ra mất ra. Công tắc nguồn nó đặt ở dưới riêng này các bạn nhé. Công tắc nguồn này thì có một cái ưu điểm là không sợ là khi người ta hát, có những nhiều trường hợp công tắc nguồn bố trí ở đây thì ca sĩ hoặc có những người cầm không phải ca sĩ, có những người cầm người ta bóp vào đây theo thói quen, hoặc là run, có những người lên khấu run cầm bóp chặt này, một hồi nó tắt, mấy giây sau nó tắt, thì lúc bây giờ lại quay xuống đây trách thằng âm thanh. Công tắc là nó ở dưới này thì nó không liên quan gì, đó là một cái ưu điểm của nó rất là hay. Nhưng mà có điều công tắc này nó lại ngược chiều. Ví dụ như thông thường thì
gần như thành cái thói quen thì người ta cả thang phải là mở, thang trái là tắt, nên thang trái là mở. Cái đầu lưới ta tháo ra này. Đầu lưới rất là đẹp các bạn, dày dặn và cứng cáp. Hôm nay mình thử cái micro này, mình không thử cái micro này bằng âm lượng. Thực ra thì nếu như trong các cái video mà thử âm lượng thì nó mang tính chất tham khảo thôi, chứ không thể hiện được cái chất âm của micro hoặc là của loa. Nói thẳng các bạn ấy, trừ khi là các bạn nào mà cần, trong những tình huống cần thiết, người ta có thể sử dụng kỹ xảo để người ta ghép, hoặc là người ta sử dụng một số thiết bị hỗ trợ quay video, thì âm thanh sẽ lấy thẳng từ mixer ra chứ không được nghe âm thanh trực tiếp. Trên này tôi chỉ giới thiệu các bạn về cái thôi, chứ không giới thiệu về chất âm hôm nay được. Còn cái sản phẩm này thì chúng tôi bán với giá 6 triệu đồng và được sử dụng trong rất nhiều các cái show, nó được phản hồi rất tốt của anh em từ Bắc vào Nam. Cầm rất nặng và đàn tay các bạn. Đó. Phụ kiện sẽ còn cái gì trong video đây. Đây là adapter rồi. Bộ nguồn này tôi nghĩ là khá uy tín bởi vì nó cầm nó khá nặng tay. Bộ nguồn này nguồn auto vol nhé, 100 đến 240 V, 50-60 Hz, điện áp là ra là 12V 1.5A. Một số loại micro rẻ tiền ở thị trường đấy thì người ta sử dụng cái nguồn biến áp, cái nguồn đó là nó sẽ gây ồ cho hệ thống âm thanh của mình. Các bạn lưu ý nhé, bạn nào mà đang dùng micro mà sử dụng cái adapter này bằng nguồn biến áp thì các bạn nên thay bằng nguồn auto vol, nguồn xung nữa, thì nó sẽ giải quyết được cái hiện tượng là ù trong hệ thống âm thanh của mình. Hai cái miếng chống năn được tặng kèm. Dây nối mono đây này thì chắc là không ai sử dụng. Bốn miếng đệm này để làm gì? Miếng đệm này để dán vào đây, dán vào đây. Trong nhiều trường hợp là cái tổ máy nó dày thì bốn miếng đệm người ta bỏ ra là không còn dán được, bởi vì dày không thể không ép vào được. Anten, 4 chiếc anten. Anten nó cũng làm cũng có đường nét, cũng hình thức nó cũng khác các bạn ạ. Nhìn nó cũng khác biệt với những cái loại micro thông thường trên thị trường. Có cái nét thì đó nó hơi giống cái Mitsubishi đời mới thì phải. Mình cũng nhăn nhát là những cái vết này ở cái băng tay này, ở cái mít xịn thì có một số không có, nó sử dụng gồm có hai tay mít các bạn nhé, mình chỉ bóc một tay thôi. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem nào. Hai màn hình riêng biệt cho hai micro. Cái loại mic này thì nó khi ta chưa bật mic, chưa kết nối giữa mic và đầu thu ấy, thì nó sẽ màn hình nó sẽ hiển thị màu cam, nhưng khi kết nối với nhau rồi thì nó sẽ chuyển thành màu trắng các bạn nhé. Trên đây ta đang có những cái thông số gì? Thứ nhất là tần số của bộ mic này là 676.000 MHz. 676 MHz.
thị pin các bạn này. Đang ở group 2 kênh 72. Đây là hiển thị sóng này. Đây là hiển thị phần âm thanh này. Trên đây là đèn báo âm lượng các bạn nhé. 1 2 alo, đèn báo đây, nhưng mà chắc có thể không thể các bạn không nhìn thấy trên màn hình. Mắt cổng hồng ngoại để đồng bộ tín hiệu, đồng bộ hóa về cái sóng giữa thu và phát. Còn đây là phần setup cho phần chuyển kênh này. Đây là setup về phần âm lượng này. Tôi sẽ không thử tiếng ở đây, bởi vì thử đây thì tiếng nó chỉ vào những cái tham khảo chứ không thể cho các bạn cái âm thanh thực tế được. Còn về phần mic này thì cái dày cao của nó rất là tốt, nó mịn, nó không chói gắt các bạn nhé. Nếu các bạn đã theo dõi một số cái show của Feedback Acoustic ấy, trong hệ thống chúng tôi tổ chức ấy, thì hầu hết là sử dụng là mic này. Còn một số anh em đám cưới thì tôi không nói. Còn trong hệ thống của chúng tôi làm các cái chương trình mà mình hay tổ chức ấy, là đều sử dụng mic này. Dải cao của nó rất dễ chịu, cái đáp tuyến của nó rất đều các bạn nhé, rất đẹp. Nó sẽ không bị trội ở những cái tần số nào. Và riêng dải thấp của nó thì nó hài hòa giữa dải cao và thấp, và cái dải tần số thấp nó rất ấm, nó mềm mại, nó cảm giác nó mềm mại chứ không khô cứng như một số mic khác. Chiếc mic này đã được so sánh tần số so với những cái mic RTA thì nó cho cái đáp tuyến rất là đẹp. Có thể nói là nếu mà so sánh một số loại mic khá là đắt tiền hơn, cũng là mic Trung Quốc thôi, cái này cũng là sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà đáp tuyến của nó đẹp hơn và thực tế là chất âm đẹp hơn. Cái này bọn mình bán 6 triệu các bạn nhé, giá trên toàn quốc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.